3 nhân viên y tế ở Bắc Giang lây nhiễm COVID-19 khi lấy mẫu xét nghiệm. Lô vaccine AstraZeneca 288.000 liều đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Tụ tập ăn nhậu ở Bắc Giang, 5 người bị phạt 200 triệu đồng, 1 người bị khởi tố. Ca sĩ Phi Nhung xót xa con gái ruột mắc COVID-19 ở Mỹ nhưng không dám cho mẹ biết. 4.500 tỷ đồng làm đường kết nối Tây Ninh với miền Đông. Rác đặc kín bức tử công trình hơn 200 tỷ cùng nhiều kênh rạch ở Cần Thơ. Dự án hoành tráng gần 250 ha nhưng sau 5 năm chỉ nuôi vài chục con bò. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin trong nước ngày 26 tháng 5 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, sáng 26 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là cán bộ ngành y tế và quân đội. Trong đó 2 người ở tuyến huyện, 1 người ở tuyến xã. Cơ quan chức năng đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng và cách ly các trường hợp có liên quan. Tỉnh Bắc Giang đánh giá số lượng F0 tăng cao do tổng lực tăng tốc xét nghiệm 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai lần 2 cho nhóm công nhân có nguy cơ cao và các F1 trong khu cách ly. Đáng lưu ý, tỷ lệ F1 âm tính thành dương tính rất cao, số ca chủ yếu vẫn tập trung tại huyện Việt Yên. Tỉnh Bắc Giang dự báo, trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng không đột biến do các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang xét nghiệm diện rộng xong tại huyện Việt Yên và Yên Dũng, riêng đối với các khu vực trọng điểm đang tập trung xét nghiệm lần thứ 3. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 157 thôn, tổ dân phố, tăng 5 thôn và tổ dân phố, cách ly y tế 4 xã, phường, thị trấn, giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, tổ dân phố và cách ly xã hội 4 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Yên Thế. Thưa quý vị, khuya 25 tháng 5, Việt Nam có thêm một lô vaccine 288.000 liều thuộc hợp đồng mua trước giữa hệ thống tiêm chủng VNVC với công ty AstraZeneca. Lô vaccine đang được bảo quản tại kho lạnh của sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, bên cạnh lô vaccine đầu tiên, 117.000 liều nhập về từ 24 tháng 2, đây là lô vaccine thứ 2 trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19 của VNVC ký kết với AstraZeneca hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài hai lô vaccine này, vào ngày 16 tháng 5, Việt Nam tiếp nhận thêm một lô vaccine thứ 2 từ cơ chế COVAX với 1.682.400 liều được vận chuyển từ cơ sở sản xuất của Catalent Biologics ở Anani, Ý về sân bay Nội Bài, Hà Nội. Lô vaccine này nằm trong số 4,1 triệu liều vaccine được cam kết hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam của cơ chế COVAX, một cơ chế quốc tế nhằm bảo đảm tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Bên cạnh các lô vaccine nhập khẩu, ngày 21 tháng 5, Bộ Y tế cũng tiếp nhận khoản hỗ trợ 160 tỷ đồng và 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ ngành ngân hàng, tập đoàn Vingroup, tập đoàn Sovico Group và HD Bank. Đây cũng có thể được xem như nguồn vaccine xã hội hóa từ việc đóng góp của doanh nghiệp. Như vậy, trong hơn một năm qua, đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021, bao gồm 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ AstraZeneca và 31 triệu liều từ Pfizer-BioNTech. Chủ tịch huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 6 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại thôn Nội, xã Nội Hoàng với tổng số tiền 215 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt 5 người, mỗi người 40 triệu đồng gồm Thân Văn Tuân, sinh năm 1989 ở xã Tiền Phong, Yên Dũng, Nguyễn Hải Vũ, sinh năm 1984, Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1979, Đào Văn Pháp, sinh năm 1989 và Lương Ngọc Toàn, sinh năm 1988, đều trú tại thành phố Bắc Giang. Trong đó, 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tụ tập ăn cơm, uống rượu tại nhà ở của ông Lương Văn Tiến, thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, và 25 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A, tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch phòng chống COVID-19 tại đường Bờ Mới thuộc địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng. Riêng Lương Văn Tiến bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tụ tập ăn cơm uống rượu tại nhà ở của ông Lương Văn Tiến.
Trước đó, Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tiến về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tiến. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, tại chốt kiểm dịch đầu bờ mới, thôn Nội, xã Nội Hoàng, có một nhóm 6 người có ý định vượt chốt vào xã Nội Hoàng. Mặc cho lực lượng chức năng kiểm soát dịch đã ngăn chặn, giải thích về các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị nhóm người trên quay xe trở ra. Không những không chấp hành quy định, một trong 6 đối tượng trên còn có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát. Sau đó, nhóm này vượt chốt tiến sâu vào xã Nội Hoàng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt và đưa nhóm này về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã làm việc. Trong số này, Lương Văn Tiến chính là đối tượng hành hung thành viên tổ kiểm soát. Thưa quý vị, mới đây, ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ tình hình sức khỏe của Wendy Phạm, con gái ruột đang định cư tại Mỹ. Nữ ca sĩ đau lòng khi biết tin con gái ruột của mình mắc COVID-19 nhưng không dám cho mẹ biết. Trên trang cá nhân, Phi Nhung chia sẻ, cách đây 6 tháng, Wendy, con gái Nhung làm y tá tại bệnh viện ở Mỹ cũng mắc COVID-19 mà giấu mẹ, không dám cho mẹ biết, sợ mẹ lo. Trong khi tôi ở Việt Nam lo làm việc và chăm sóc cho các bé còn nhỏ, vậy mà con mình sinh ra trong lúc đau ốm, tôi không ở bên cạnh để chăm sóc, đau lòng lắm cả nhà ạ. Cũng may nước Mỹ đã có vaccine kịp thời, con gái đã qua cơn nhiễm bệnh. Khi tôi biết thì con gái đã khỏe mạnh, không có gì đáng lo nữa, cho nên nhìn những bức ảnh này tôi đau lòng lắm. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp công việc rồi quay về lại Mỹ. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước, nữ ca sĩ Phi Nhung mong rằng Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn này. Chị chia sẻ, chúng ta cùng nhau một lòng yêu thương bảo vệ cho nhau trong lúc này. Bắc Giang thương yêu ơi, Bắc Ninh yêu mến ơi, Hà Nội thân thương ơi. Chúng ta hãy cố lên, hãy luôn nhìn vào những điểm tích cực của cuộc sống, giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, chứ không phải những đám mây đen. Mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch, cùng nhau bảo vệ sức khỏe, tuân thủ theo lệnh phòng chống bệnh dịch, không cần thiết thì không nên ra đường nhé. 3 tuyến đường kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Phước sẽ được tỉnh Tây Ninh khởi công trong năm nay với tổng kinh phí khoảng 4.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án liên tuyến N8, 787B, 789 dài 48 km gồm 4 làn xe kéo dài từ thị xã Trảng Bàng đến huyện Dương Minh Châu. Tuyến đường dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025, có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường liên tuyến kết nối Long An, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, kết nối khu công nghiệp Thành Công, khu chế xuất Linh Trung 3, khu đa chức năng xã Hưng Thuận gồm trung tâm Logistics, cảng ICD và cụm cảng đường thủy nội địa thuộc thị xã Trảng Bàng. Dự án thứ hai là tuyến đường DT794 dài khoảng 16 km, đoạn từ ngã ba Cà Tum đến sông Sài Gòn, gồm 4 làn xe kết nối qua tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, sẽ hoàn thành năm 2024. Tỉnh cũng đầu tư nâng cấp mở rộng đường DT795 đi qua hai huyện biên giới Tân Biên và Tân Châu. Tuyến đường dài hơn 36 km, điểm đầu giao quốc lộ 22B tại thị trấn Tân Biên, kết thúc ở bờ hồ Dầu Tiếng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 564 tỷ đồng và dự kiến hoàn tất năm 2024. Tây Ninh nằm ở phía Tây trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Hiện tỉnh này chỉ có quốc lộ 22 để kết nối thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã xuống cấp và quá tải. Vào giờ cao điểm, đoạn từ huyện Củ Chi đến An Dương và một số đoạn qua khu công nghiệp Trảng Bàng luôn bị ùn tắc. Tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi công cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Tuyến đường dài hơn 53 km, điểm đầu giao vành đai 3 ở huyện Củ Chi, điểm cuối tại khu kinh tế Mộc Bài. Giai đoạn 1, cao tốc có 4 làn xe, tổng vốn 15.900 tỷ đồng, dự kiến xong năm 2025. Thưa quý vị, Cần Thơ vốn được mệnh danh là thành phố với 4 bể sông nước, nhưng thay vì trở thành nguồn sống của người dân, nhiều kênh rạch ở Cần Thơ đang ngập trong rác thải và ô nhiễm. Theo ghi nhận của báo Lao Động, tại các rạch Đầu Sấu, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ rác kín đặc. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra khoảng 5-6 năm nay, rác liên tục dồn về, mùi hôi thối bốc lên như một bãi rác lộ thiên. Ông Ngô Thanh Tùng ở An Khánh, Ninh Kiều cho biết, gia đình tôi chuyển về đây ở đã được 16 năm. Trước đó, khu vực này nước trong, dòng chảy thông thoáng, nhưng 5-6 năm trở lại đây, nước bắt đầu đen ngòm, rác dồn đọng bốc mùi hôi thối quanh năm. Những ngày này, Cần Thơ đang bước vào mùa mưa nên mặt nước đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đến 2 ngày, tình trạng này lại đâu vào đó. Tương tự, nhiều đoạn trên rạch Tham Tướng dọc theo tuyến đường Mạc Thiên Tích, Xuân Khánh, Ninh Kiều, tình trạng rác thải mắc kẹt gây ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Anh Lê Văn Phú ở Mạc Thiên Tích, Xuân Khánh cho biết,
Từ khi bờ kè Mậu Thân được làm đến giờ, rác thải bị ứ đọng rất nhiều, người dân thì cứ ném thẳng rác xuống, có nhắc nhở đặt biển cấm nhưng cũng không ăn thua. Theo anh Phú, tình trạng này đã xuất hiện từ lâu nhưng cũng chưa từng thấy có ai đến xử lý. Mỗi đợt nước lên rồi rút lại kéo theo rất nhiều rác đến. Tại hồ Bùn Sáng, công trình hơn 200 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Cần Thơ, dự án 2, sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới cũng ngập rác. Thưa quý vị, được cấp gần 250 ha để làm dự án chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt, nhưng sau hơn 5 năm, trang trại của doanh nghiệp tư nhân Gia Hân chỉ nuôi vài chục con bò. Ngoài ra, khu vực trang trại này hiện vẫn như một vùng đất hoang. Ngoài một khu nhà cấp 4 sơ sài được xây dựng trên diện tích chỉ hơn 1 ha thì còn lại đều như bỏ hoang, thậm chí đường vào trang trại còn lởm chởm đá. Theo hồ sơ dự án, thời điểm mới lập để xin cấp đất đã mang đầy hy vọng đổi thay cho vùng đất cằn cỗi này. Dự án có tổng vốn đầu tư là 20 tỷ đồng với quy mô thường xuyên là 3.000 con bò giống sinh sản và 2.250 con bò thịt. Dự án góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, tạo lợi nhuận doanh nghiệp, tăng thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Và dự án này được tỉnh Quảng Bình cấp một diện tích đất lên đến gần 250 ha với thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trên thực tế trong hơn 5 năm qua khác xa với những hình ảnh đẹp trong hồ sơ. Ngoài ra, theo lời của bảo vệ khu trang trại thì hiện ở đây vẫn chưa có hệ thống điện. Nước được lấy từ giếng khoan nhưng lúc có lúc không. Ủy ban xã Ngư Hóa cho biết, khu vực này trước đây là nơi tranh chấp địa giới hành chính giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đến khi Thủ tướng có quyết định phân chia ranh giới thì đã ở trong tình trạng bị xâm canh nghiêm trọng. Năm đầu khi triển khai dự án, doanh nghiệp cũng đưa về đây vài trăm con bò để nuôi. Nhưng địa hình ở đây quá khó khăn, nguồn nước và thức ăn bị hạn chế nên số bò thưa dần. Đến nay chỉ còn khoảng vài chục con bò. Bản tin trong nước tối 26 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.